Lại còn video dậy chặt gà mà cười hết cả bụng, mang hẳn thước ra đo quá. À. Mà có video nó dậy chặt gà mà mang hẳn thước đi đo, mà xoay đi xoay lại không biết là đo chặt kiểu gì. Bảo có video chúng nó làm về chặt gà, mang hẳn thước máy tính thời đại công nghệ ra. Khuôn cuốn đẹp vươn khói luôn, toàn có cuốn đẹp nhưng mà nóng tay. Cuốn được nhưng mà nó nóng tay. Nhưng từng nó khuân nén xuống thì lại sợ nó mục cả bụng. Nó nóng tay thì nén nó sợ. Nhưng có bánh khuôn thì cũng đều, cái nào đều cái đấy. Nó đẹp. Nói tay thì không thể đẹp bằng khuôn được. Nhà mình gói bánh vẫn bình thường, nhưng ông Chất gói bánh mới to, ăn mãi không hết cái bánh. Bánh đấy là bánh bác Hiền làm ở trường, chỉ gói bé bé thôi. máy có hiền hôm qua nó cũng chắc đấy. Vâng, bánh đấy chắc mà. Nhưng mà luộc giống như kiểu chưa kỹ mấy.
Canh không gói bánh gì cả. Ông canh gói chưa bố? Đấy rồi. Mùi của mình đây mình gói nó cũng lâu mình cũng gói, nó gói nó quen với dân nó làm cho nhiều nó làm miếng lắm. Nó mới làm chả cẩn thận được. Ui, bà hẹn bà còn đặt bánh chay cơ. 50.000 một cái. Bánh thì cũng muốn nguyên gạo với đỗ mấy cái gì nhân ở bên trong là thập cẩm là các loại hạt ấy. Bà cũng thấy bà khoe hôm qua. Mình ăn mặn mình ăn cái bánh chay nó ra. Con bảo là nhà cháu cứ gói nào cũng ở bố cháu ấy nhiều thịt mới đỗ. Ra cái bánh mướt ấy ra ngoài, mỡ ra tận ngoài, ngấm ra đến vỏ ăn mới ngon. Cái bánh không có đạo thịt thì không ra cái gì. Cái nhà nó ăn chay đâu, nó mua chay. Chả có người mấy thì ai, đặt bánh. Ai không kích? Kích qua bỏ 30.000 chục chiếc là 300.000. 30.000 cái là to 3, ngon rồi. Có phải 3, đúng rồi, 300.000. Nếu mà đặt cái 35.000 to đùng. Nhưng mà ăn phải to quá cũng không thích. Đặt thế con đi làm.